khí nó rất là trong lành đúng không? Hít được không khí biển. Nhơn. Họ bà con sẽ không trồng cấy, không nuôi trồng được gì nên là toàn bộ đồ phải mang từ Quy Nhơn qua. Đây là làng gì nhỉ? Đây là làng chài Hải Minh. Okay. Cái số lượng dân có đông không? Số lượng dân ở đây đông không bà nhỉ? Chắc khoảng mấy khách nhỉ? 100 hộ đâu anh nhỉ? 400 hộ dân. 400 hộ dân chắc cỡ khoảng mấy ngàn nhỉ? 400 hộ dân cái mấy ngàn mấy 400 hộ dân. Mà thế này không biết như nào. Cà phê sữa hay gì? Là dừa. Vâng, muối sữa hết. 2 muối sữa. Không chỉ muối luôn đi. Bác năm nay bao nhiêu rồi? 82. 82 được. 82 rồi. Ngày xưa nó khác gì bây giờ bác? Nó khác nhiều chứ. Nó khác gì ạ? Bác là người ở Quy Nhơn. Nhưng mà bác vô đây là 70 năm rồi. Ở tại đây. 70 năm ở đây rồi. Rồi. Thế bây giờ nó có khác gì bác? Bây giờ nó thanh tịnh, nó yên lặng. Hầu đó nó chiến tranh mà. Vâng, nghề biển bây giờ còn phát huy được không bác? Biển ha. Biển bây giờ ha. Đến bây giờ cũng được, sắp được. Nhưng mà không bằng mấy năm trước. Dạ. Mấy năm trước nó thịnh vượng hơn. Dạ. Bây giờ làm đông nhiều quá rồi, cá nó cũng giảm lần. Cái lễ cầu ngư là cầu cho một năm được mùa rồi ngư dân làng. Đây gọi là cái gì, cái là lăng ông. Lăng. Cái lăng ông. Cái thằng riêng á. À. Ở đây là của những là bà con. Trâu hay là đi các bạn. Thằng bò gì đó. À. Còn đây là gọi là thằng ông. Thằng ông. Ke lớn á. Cá lớn. Khi mà người dân họp là thấy năm nay có điều kiện, nói chung là sẽ bàn nhau trong làng. Thế là sẽ giống như là sẽ gọi là cải táng, khai lại cái mộ lên, lấy cái bộ xương xong rồi xếp vào cái tiểu nhỏ mang về để trong những cái đình làng. Như hiện nay ở trong đình đây thì chưa có xương cá ông nào, bởi vì ông già đấy thì đưa về Quy Nhơn rồi. Nhưng mà ở Nhơn Hải với Nhơn Lý thì những cái đình đấy hàng chục, gần đến cả trăm bộ xương cá ông á, nhiều lắm. Nhưng mà ví dụ như độ tuổi 60 tuổi ở đây và 60 tuổi ở thành phố thì có vẻ 60 tuổi đây họ mạnh mẽ hơn, họ ấy hơn.
dạng dày nắng ráo hơn, mạnh hơn. Sẽ cài cắm lại nó khéo léo là được. Anh ơi, em đi đường tắt lên là lên tới chỗ nào thì đường tắt. Đúng rồi, đúng rồi, đã bỏ rồi nhá. Sẽ dùng cho quán chưa có bóng.